Oh,
Lại ban lời thăm
人在江岸半生也够恨望天兄大把Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy hai anh em kia là ông Simon cũng gọi là Phêrô và người anh là ông Andrê đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: "Các anh hãy đi theo tôi. Tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức, hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác con ông Zebedê là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Zebedê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Tin mừng hôm nay, Thánh Matthew thuật lại việc Đức Giêsu kêu gọi 4 môn đệ đầu tiên. Trong đó có Thánh Andrê được giáo hội mừng kính hôm nay. Đi theo người khi bắt đầu sứ vụ rao giảng. Sau lời mời gọi của Đức Giêsu: "Các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành lưới người như lưới cá." 4 môn đệ ngay lập tức đi theo người. Lời mời gọi ấy có điều gì thôi thúc các ông đi theo người ngay lập tức? Trước hết, hành động thấy và biết tên các môn đệ khi Đức Giêsu đi dọc biển hồ Galilê đã bộc lộ sự biết rõ và quan tâm từ trước của người. Hành động ấy phải xuất phát từ một tình yêu mà người ấp ủ khi nhìn thấy các môn đệ đang làm việc. Quả thật, Đức Giêsu đã bộc lộ tình yêu qua lời mời gọi của mình với các môn đệ, để các ông nhận ra, đụng chạm và đáp trả lời mời gọi tình yêu. Kế đến, Đức Giêsu đã kêu gọi các môn đệ với một lời mời gọi dứt khoát và mang một mục đích rõ ràng: trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Với lời mời gọi dứt khoát như thế, Đức Giêsu muốn các môn đệ thực hiện một công việc, một sứ vụ cao cả. Đó là trở thành những người rao giảng, kêu gọi mọi người sám hối và tin vào tin mừng.
Cho mọi người.
Oh.
hiện lòng dân cha cùng với câu ca và niềm mơ ước đời sống an hòa. Xin dâng lên dâng trọn cuộc đời. Yeah.